Xin chào quý thính giả, tôi là Mỹ Linh và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Khách mời của chúng ta hôm nay là anh Trần Đình Vân Trình, hay còn gọi là Kiki Trần, tổng đạo diễn của loạt chương trình âm nhạc Xin Chào Live Music, cũng là đơn vị đã hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc KTO để tổ chức chương trình biểu diễn đường phố Busking Show tại tỉnh Gangwon với tên gọi Xin Chào Hàn Quốc, Xin Chào Gangwon Do. Hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Kiki Trần về quá trình thực hiện Busking Show này nhé. Xin chào anh Kiki Trần, mời anh giới thiệu về bản thân với quý vị thính giả có được không ạ? Xin chào quý thính giả của KBS World Radio. Tôi là Trần Đình Vân Trình, hay còn gọi là Kiki Trần. Thì hiện nay tôi là giám đốc của công ty Xin Chào Entertainment và là tổng đạo diễn của loạt chương trình Xin Chào Live Music. Tổng đạo diễn Kiki Trần có thể giới thiệu về Xin Chào Live Music được không? Tôi có thể chia sẻ Xin Chào Live Music là một cái mô hình, một cái dự án biểu diễn âm nhạc. Trong đó có nhiều mô hình từ busking đường phố tới phòng trà giữa thiên nhiên hay lễ hội âm nhạc do Xin Chào Entertainment thực hiện. Và chúng tôi sẽ đưa các nghệ sĩ của Việt Nam biểu diễn ở khắp nơi, ở nhiều thành phố ở Việt Nam và đưa biểu diễn ở các thành phố ở các nước khác. Ngoài ra chúng tôi còn có một cái phiên bản là đưa các nghệ sĩ ở nước ngoài về biểu diễn ở Việt Nam trong chuỗi chương trình Xin Chào Việt Nam. Thì cái mô hình của Xin Chào Live Music là mong muốn là mang đến một cái mô hình biểu diễn hiện đại, chỉnh chu, văn minh, chuyên nghiệp và đặc biệt do người Việt Nam sản xuất, với cái ý tưởng là xây dựng đa dạng các cái mô hình biểu diễn âm nhạc khác nhau phục vụ cho khán giả không chỉ là trong nước mà còn có ở ngoài nước và tận hưởng được những cái không khí lễ hội âm nhạc ở nhiều cái format, ở nhiều cái mô hình khác nhau. Và ý tưởng của chúng tôi là khi đến với mỗi cái thành phố, cho dù trong nước hay ngoài nước, thì chúng tôi sẽ lên đặt tên chương trình đó là Xin Chào, kết hợp với tên của nghệ sĩ đó hoặc kết hợp với tên của thành phố đó. Và nếu mà quay ở nước ngoài, chúng ta dễ thấy thì chương trình vừa rồi chúng tôi có Xin Chào Hàn Quốc, Xin Chào Gangwon Do, hoặc là làm ở trong nước chúng tôi sẽ có Xin Chào Đà Lạt, Xin Chào Cần Thơ. Thì đó chính là cái ý tưởng chính của Xin Chào Live Music. Anh có thể giới thiệu về hai tập của Xin Chào Hàn Quốc, Xin Chào Gangwon Do được không? Nói về chương trình Xin Chào Hàn Quốc và Xin Chào Gangwon Do thì ý tưởng của chương trình được chúng tôi viết nên với cái mục đích là muốn làm một cái chương trình của nghệ sĩ Việt Nam sẽ trình diễn tại một thành phố ở nước ngoài. Thì vào tháng 6 năm 2022 chúng tôi có đưa nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại Tokyo, và sau đó thì thấy cái sự hưởng ứng của khán giả sau 3 năm Covid thì cái việc khán giả Việt Nam, khán giả nước ngoài thấy được nghệ sĩ Việt Nam trình diễn tại đất nước của họ thì khá là hứng thú, rồi chúng tôi mới lên một cái format đó là Xin Chào Hàn Quốc. Và khi đó chúng tôi đưa ra cái ý tưởng đây là sẽ một cái chương trình được biểu diễn và quay hình theo mô hình Busking Show. Và khi đưa ra format này thì chúng tôi đã được sự ủng hộ và hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để ghi hình tại tỉnh Gangwon Do. Và chương trình được ghi hình bao gồm hai buổi ghi hình tại hai cái địa điểm, đó là khu nghỉ dưỡng trực tuyết nổi tiếng là Yongpong Sky Resort, và một tập chúng tôi sẽ ghi hình tại núi Seorak. Và hai tập ghi hình này với sự kết hợp của các nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Hàn Quốc thì chúng tôi sẽ phát sóng trên fanpage của Xin Chào, trên YouTube của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và kể cả nền tảng ứng dụng của Vion. Tại sao ekip lại chọn Hàn Quốc làm điểm đến tiếp theo cho Xin Chào Live Music ạ? Vì sau khi chúng tôi làm Xin Chào Tokyo thì chúng tôi là thấy rằng cũng như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng là một cái quốc gia có nhiều sự giao lưu với Việt Nam, và đặc biệt là rất là nhiều người Việt Nam thích đi Hàn Quốc, thích nghe nhạc Hàn Quốc, thích phong cách văn hóa và thời trang của Hàn Quốc. Vì vậy chúng tôi mới lựa chọn là sẽ tổ chức chương trình Xin Chào Hàn Quốc, đặc biệt là vào cái thời điểm Hàn Quốc có rất là nhiều cái cảnh đẹp, có rất là nhiều cái nơi mà nó phù hợp với cái ý tưởng âm nhạc của chúng tôi. Thì đó là lý do chúng tôi lựa chọn Hàn Quốc là điểm đến của Xin Chào Live Music. Cơ duyên nào đã đưa Xin Chào Live Music và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đi đến quyết định hợp tác sản xuất chương trình này ạ? Như tôi có nói ở trên thì sau khi lên kế hoạch về chương trình Xin Chào Hàn Quốc thì phía bên Xin Chào cũng có gửi cái bản kế hoạch này tới Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để trình bày về cái ý tưởng của mình. Thì sau khi trình bày ra với những cái ý tưởng là bên cạnh việc đưa nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn và quay hình tại Hàn Quốc thì việc chúng tôi sử dụng cái âm nhạc, cái văn hóa là một cái cầu nối để quảng bá những cái hình ảnh của tỉnh Gangwon Do, những hình ảnh đẹp, những danh lam thắng cảnh của Hàn Quốc, và kết hợp là các nghệ sĩ Việt Nam cũng đi tham quan trải nghiệm về văn hóa, về ẩm thực, về du lịch Hàn Quốc. Và sau đó khi chúng tôi phát sóng trên các nền tảng thì nó sẽ tạo ra một cái cầu nối để
khán giả Việt Nam yêu thích Hàn Quốc và sẽ đi du lịch Hàn Quốc. Chính vì vậy là cái ý tưởng đó sẽ làm tổng cục du lịch Hàn Quốc rất là ủng hộ, có chỉnh sửa một chút là sẽ kết hợp vừa là một chương trình ca nhạc mà vừa là một cái chương trình có cái sự du lịch và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc của các nghệ sĩ Việt Nam. Và đặc biệt thì trong chương trình lần này thì tổng cục du lịch Hàn Quốc cũng đã hỗ trợ cho ekip rất là nhiều trong cái quá trình là gần 7 ngày ghi hình ngay tại tỉnh Gangwon-do, Hàn Quốc. Tại sao ekip của Xin Chào Live Music lại chọn tỉnh Gangwon làm nơi ghi hình cho chương trình ạ? Quyết định ghi hình tại tỉnh Gangwon-do được thực hiện dựa trên cái sự tư vấn của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc nhằm thúc đẩy du lịch tại tỉnh Gangwon. Như vậy thì khi nhiều người Việt Nam xem cái chương trình này thì sẽ thấy được rất là nhiều cái cảnh đẹp, đặc biệt là cái mùa đông của Gangwon-do rất là đẹp, với cả núi tuyết, với rất nhiều cái danh lam thắng cảnh, mặc dù là mùa đông nhưng mà vẫn khi lên hình nó rất là đẹp, thì sẽ thu hút cái sự chú ý và tạo nên những cái cảnh tượng tuyệt vời cho cái chương trình Booking Show của chúng tôi. Đạo diễn Kiki Trần có thể chia sẻ quá trình sản xuất chương trình tại Hàn Quốc được không ạ? Nói về quá trình tổ chức cái chương trình Xin Chào Hàn Quốc, Xin Chào Gangwon-do, thì đầu tiên giống như tôi có nói ở trên, thì đầu tiên chúng tôi đưa lên một cái bản kế hoạch bao gồm những cái ý tưởng, cách thức tổ chức và cái cách thức chúng tôi sẽ sản xuất chương trình như thế nào. Và sau khi gửi lên Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và nhận được cái phản hồi về sự đồng ý phối hợp hỗ trợ và cái chỉnh sửa một số về kịch bản để quay hình tại tỉnh Gangwon, thì chúng tôi tiến hành lên các cái khâu. Thứ nhất là lên biên tập cái nội dung, cái ý tưởng để quay hình, lựa chọn các ca sĩ khách mời và đặc biệt là bắt đầu sản xuất các cái phần âm nhạc để làm mới lại tất cả những cái bài hát của các nghệ sĩ khi trình diễn cho phù hợp với cái không gian, phù hợp với cái cảnh trí tại Hàn Quốc. Rồi ngoài ra là còn những cái thủ tục về hành chính, ví dụ như phải xin visa, rồi các cái phối hợp với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để chuẩn bị những cái khâu về máy bay đi lại cho đoàn. Rồi ngoài ngoài ra thì chúng tôi còn phối hợp với lại đội ngũ kỹ thuật tại Hàn Quốc, vì ekip Xin Chào Live Music đưa sang Hàn Quốc bao gồm toàn bộ ekip của chúng tôi, nhưng cần phải sự một cái sự phối hợp của một ekip Hàn Quốc để chuẩn bị các thiết bị về âm thanh, về ánh sáng, các thiết bị về ghi hình để chúng tôi có thể tổ chức một chương trình trọn vẹn nhất ngay tại Hàn Quốc. Và có một điều khá là thú vị, đó là vì cái thời điểm mà chúng tôi ấn định lên lên sóng cũng khá là sát, thì cái ngày 23 tháng 2, tháng 3 chúng tôi mới về tới Việt Nam, thì khi đó tập 1 phải lên sóng vào ngày 26 tháng 3. Cho nên sau khi ghi xong xong tập 1 thì cả ekip không chỉ tại Hàn Quốc mà cái ekip ở Việt Nam là phải dốc hết toàn lực để chúng tôi hoàn thiện một cái bản dựng chỉnh chu nhất, đẹp nhất để lên sóng vào ngày 26 tháng 3. Cho nên nó cũng là một cái điểm khá là thú vị, khá là áp lực, nhưng mà cái ekip cũng đã vượt qua được trong cái dự án lần này. Ekip Xin Chào Live Music đã mời các ca sĩ nào tham gia chương trình quay tại Hàn ạ? Chương trình quay tại Hàn Quốc thì chúng tôi có sự tham gia của các ca sĩ Việt Nam, đó là có nhà sản xuất âm nhạc Phúc Bồ, có các ca sĩ trẻ như Kara, Lục Huy, Andy, và một nghệ sĩ trẻ của Hàn Quốc đó là Kisu. Thì các bạn đã trình diễn trong phần tập 1 khi quay hình tại núi Seorak, và ở tập 2 thì chúng tôi có một sự tham gia của một nghệ sĩ nổi tiếng, đó là Vũ Cát Tường, kết hợp với hai ca sĩ, đó là một đôi song ca Hundu của Hàn Quốc và một ca sĩ trẻ đó là Roy Nguyễn đến từ Việt Nam. Và ngoài ra chương trình ở tập 2 vẫn có cái sự đồng hành dẫn chương trình và biểu diễn của nhà sản xuất Google. Thì khi chúng tôi mời các nghệ sĩ tham gia thì gần như tất cả các nghệ sĩ đều rất là hào hứng, rất là yêu thích để tham gia lần này, kể cả nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Hàn Quốc. Và điểm đặc biệt đó là cái tiêu chí chúng tôi đặt ra cho cái dự án Xin Chào Hàn Quốc chính là việc chúng tôi lựa chọn những nghệ sĩ có tài năng, có giọng hát live tốt, và đặc biệt là cái màu sắc âm nhạc của họ có một cái sự độc đáo, có một cái sự mới lạ để hòa quyện với các nghệ sĩ Hàn Quốc, tạo ra một cái chương trình có một cái nét riêng. Thì chính vì vậy thì khi lựa chọn nghệ sĩ Hàn Quốc thì chúng tôi cũng chọn khá là các ca sĩ Kisu và Hundu để phối hợp chung với các nghệ sĩ Việt Nam trong dự án lần này. Khán giả Việt Nam có phản hồi như thế nào sau khi chương trình được phát sóng ạ? Nếu mà nói về phản hồi thì chương trình rất là hạnh phúc, ở một điều là chỉ khoảng 3 ngày sau khi chúng tôi phát sóng lên tập 2, tức là cả hai tập đều đã lên sóng, thì chúng tôi đón nhận được một cái sự phản hồi rất tích cực của khán giả. Thì tổng số lượng view của
cả ba tập phát trên ba nền tảng đều đã đạt được con số gần 5 triệu view. Thì mọi người cũng sẽ hiểu là với một cái chương trình kéo dài gần 75 tới 80 phút thì hai tập như vậy và track trên các nền tảng mà đạt được con số 5 triệu view trong vòng một tuần thì cũng là một con số rất là đáng mừng dành cho ekip. Ngoài ra là trên mạng xã hội thì chúng tôi cũng lọt vào top trending của TikTok trong suốt gần 10 ngày khi rất nhiều bài hát của chương trình được khán giả search, khán giả tìm kiếm và share và được rất là nhiều cái kênh âm nhạc chia sẻ lại bài hát. Và hiện nay thì đã lên đến gần 20 triệu view trên tất cả các kênh trên social và kể cả trên Facebook. Thì chúng tôi thấy được đó là một cái sự quan tâm rất là lớn của khán giả dành cho chương trình. Họ rất là yêu thích các bài hát, yêu thích các nghệ sĩ và đặc biệt là trong phần bình luận thì rất là nhiều khán giả họ khen về cảnh của Gangwon, rồi khen về những cái khung cảnh của chương trình, rồi họ khen các giọng ca của ca sĩ và đặc biệt là khen về cái ekip Xin Chào đã tạo ra được một chương trình khá là đặc biệt và khá là chuyên nghiệp. Thì đó là những cái lời khen ekip Xin Chào cảm thấy rất là hạnh phúc. Trong các bài hát được thể hiện trong hai tập của chương trình thì đâu là màn trình diễn ấn tượng nhất đối với anh Kiki Trần ạ? Thật ra mà nói là tất cả các bài hát đều để lại ấn tượng cho tôi trong quá trình sản xuất chương trình vì khi trực tiếp điều phối và dàn dựng chương trình cũng như là trong quá trình quay hình thì tôi cảm nhận được mỗi cái ca khúc của các bạn nghệ sĩ trình diễn đều mang lại cảm xúc cho mình. Nhưng mà điều mà có thể nói là ấn ấn tượng và làm cho mình cảm thấy thích thú nhất đó chính là cái phần kết hợp của các nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Hàn Quốc. Thí dụ như là đó bài Một Phút Andy hát với lại Kisu hay là bài Nàng Thơ do Hundu kết hợp với lại Roy Nguyễn và sau đó cuối thì Vũ Cát Tường cũng tham gia hòa giọng vào vì cảm thấy rất là phấn khích với màn trình diễn này. Hay là cái bài The Way, bài Way Back Home. Thì với bài Way Back Home chúng ta sẽ thấy được là cái ý nghĩa của bài hát đó là trở về nhà. Chúng ta về nhà sau một cái hành trình với rất nhiều khó khăn thì chúng ta luôn thấy được về nhà là nơi luôn chào đón chúng ta. Thì cái ý nghĩa của bài hát được đặt vào ở phần cuối của tập 2 với cũng có ý nghĩa là sau 7 ngày ekip đã rất là vất vả thì giờ chúng ta sẽ trở về Việt Nam. Thì khi trình diễn bài hát đó giữa núi tuyết thì các nghệ sĩ đã hòa vào nhau và không chỉ nghệ sĩ ở tập 2 mà các nghệ sĩ ở tập 1 khi đứng tại chương trình để xem ekip sản xuất thì cũng đã hòa vào và chúng tôi có những cái khoảnh khắc của cả một ekip vui mừng với nhau sau khi kết thúc một cái hành trình khá là dài gần 6 đến 7 tháng chuẩn bị như vậy thì đó cũng là một cái khoảnh khắc rất là ấn tượng khi mà tất cả ekip hoàn toàn là những người Việt Nam gần 30 người đã hòa vào với nhau ở cái bài hát là Way Back Home. Thì đó là những cái điểm ấn tượng của tôi trong chương trình lần này. Liệu trong tương lai, hai bên Việt Nam và Hàn Quốc có ý định sẽ làm mùa 2 cho chương trình hay không ạ? Thật ra là sau khi vừa kết thúc phát sóng tập 2 của Xin Chào Hàn Quốc, Xin Chào Gangwon Do thì chúng tôi cũng đã lên ý tưởng viết kịch bản cho mùa 2 của Xin Chào Hàn Quốc với tên gọi đó là Xin Chào Hàn Quốc, Xin Chào Mùa Thu. Và sau khi lên ý tưởng này thì chắc chắn ekip Xin Chào Live Music cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác hoặc là các đơn vị đồng hành để chúng tôi có thể tiến hành sản xuất chương trình này vào tháng 10 năm nay với ý tưởng đó là quay hình một chương trình biểu diễn nghệ thuật giữa không gian của mùa thu, không gian của những cái cảnh sắc lá vàng và chúng tôi sẽ triển khai cái ý tưởng này ngay trong tháng 5 này để dự án có thể trở thành hiện thực. Busking Show thì hiện tại vẫn là một lĩnh vực khá mới tại Việt Nam. Vậy thì anh Kiki Trần có cho rằng đây có thể trở thành một lĩnh vực ăn khách trong tương lai tại nước ta hay không? Theo tôi thì Busking Show là một cái concept khá là thú vị, khá là hay và hoàn toàn có thể là một concept ăn khách. Quan trọng đó là cái ekip sản xuất sẽ sử dụng cái ý tưởng Busking để sản xuất chương trình như thế nào và ekip đó có đủ kinh nghiệm, có đủ trải nghiệm và kể cả là gọi là có đủ kiên nhẫn để mà xây dựng ra một cái format Busking Show không chỉ thu hút khán giả xem qua các ứng dụng, xem qua video mà kể cả khán giả ngay tại chỗ cũng cảm nhận được cái ý tưởng của Busking Show này. Như tìm hiểu mọi người cũng sẽ thấy là Hàn Quốc cũng là một nước đi đầu về Busking Show khi họ cũng đã đưa các nghệ
nghệ sĩ của Hàn Quốc biểu diễn ngay giữa đường phố ở châu Âu và thu hút rất là nhiều sự chú ý. Thì từ cái sự thành công của Hàn Quốc thì tôi nghĩ rằng để thực hiện được những cái mô hình working show mà có sự lan tỏa và thu hút được sự ấn tượng thì ekip phải là những ekip có tâm, có tầm để thực sự biến working show trở thành một cái mô hình biểu diễn chất lượng. Cuối cùng thì đạo diễn Kiki Trần có thể bật mí đôi điều về kế hoạch trong tương lai của mình được không ạ? Về kế hoạch của Xin Chào Live Music thì bên cạnh các cái dự án đã triển khai thì chúng tôi cũng đang tiếp tục triển khai các cái show diễn của Xin Chào với những cái quy mô khoảng 1.000 khách. Đó là những cái ý tưởng về những cái show Xin Chào giữa thiên nhiên. Chúng tôi sẽ luôn lựa chọn những cái không gian, những cái địa điểm đặc biệt có sự giao hòa giữa thiên nhiên và âm nhạc để xây dựng các cái đêm nhạc theo chủ đề phòng trà giữa thiên nhiên. Và chương trình sẽ xuất hiện thêm ở những cái thành phố, những cái địa điểm mới trong năm nay. Ngoài ra chúng tôi còn có ý định sẽ biến cái mô hình Booking Show trở thành một cái mô hình chủ đạo của Xin Chào trong năm nay, với ý tưởng diễn ở các phố đi bộ tại Sài Gòn, tại Hà Nội, tại các thành phố du lịch lớn ở Việt Nam. Song song với đó thì Xin Chào Live Music cũng sẽ đưa các nghệ sĩ nước ngoài đến trình diễn ở Việt Nam trong năm nay. Và chúng tôi sẽ tiếp tục với mô hình Xin Chào ra các nước châu Á, với ý tưởng đó là sẽ mang Xin Chào đến với Thái Lan, đến tới Nhật Bản và Xin Chào Hàn Quốc mùa 2 vào tháng 10 năm nay. Thì đó là những cái ý tưởng trước mắt của ekip Xin Chào trong năm 2023.